Chào các bác nhé Hôm nay em sẽ nói về vấn đề về dò DC ra cổng phone và cổng LINE uh, layout nhé Thì các máy đếch uh, và các xét cầm tay này Đều có thể dò hết nhé Và hôm trước em sửa con ak Akai 760D Thì nó cũng bị dò DC ra cổng layout Thì em đã sửa được rồi Thì hôm nay em sẽ nói về cái cách Cái cách mà kiểm tra xem nó có dò DC không và cách xử lý như thế nào? cái các bác biết là âm thanh là là nó là điện ac điện là xoay chiều còn khi mà nó dò dc ra thì nó sẽ dẫn đến uh, âm nó nghe nó không hay và nó có sự méo tiếng gì đấy nói chung là không tốt về nguyên tắc là không được phép dò dc ra ra ngoài đấy, âm thanh nó chỉ là sóng uh, sóng điện một uh, điện xoay chiều thôi chứ không thể là điện một chiều được thì cách kiểm tra thì các bác uh, ghi một cái tần số uh, một cái băng tần số 300 Hz hoặc 400 Hz đều được hết nhé uh, ghi thì ghi mà cái máy nào cũng được nhé không quan trọng mà uh, không có bằng cái băng này có chuẩn hay không Bằng băng nào cũng được nhé sau đó các bác bỏ vào máy ví dụ mình em đang kiểm tra con máy này này và các bác uh, để cái cái vị trí uh, position về không hết nhá đây này nó đang nó đang vị trí về không này, Đó, mà hiện tại giờ nó đang trên không này các bác nhìn này nó lệch không, Đấy, cái sóng nó bị lệch bên trên này phía bên trên này nó không về ở giữa cái vị trí không này, điều này chứng tỏ là con này đang bị lệch dc, đây là cách dùng máy hiện sóng có thể kiểm tra được nó cái dc không nhá, đây là một con máy đang bị dò uh, dc này, bây giờ em sẽ cũng cái băng này em sẽ dùng một con máy khác nó không dò để các bác so sánh cho dễ nhé đây là con máy không bị dò DC nha các bác nhìn thấy không hai đường sóng nó trùng vào nhau này và nó chạy trên chạy ở giữa cái cái đường không vôn này như thế này là nó không dò DC này đây con này nó không dò DC này băng thì băng bình thường thôi các bác cứ ghi tần số vào tần số bạn đem đem ghi 315 hz này tần số các bác ghi bất kỳ đâu cứ ghi khoảng 0 dB là được đấy đây con máy này không bị giò DC nhá và con máy đang bị giò DC nhá và sóng nó rất là đẹp này đấy. vì băng mình tự ghi mà cái biên độ có thể mình chỉnh linh tinh nó có thể lệch một chút này đấy các bác nhìn này nhưng mà nó hai sóng nó trùng với nhau và nó đi qua điểm giữa này đúng không bây giờ em sẽ kiểm tra bằng đây là kiểm tra bằng máy hiện sóng nhé và cách thứ hai nữa là mình có thể kiểm tra bằng cái đồng hồ vôn kế cũng kiểm tra được nhé. Đây là con máy không bị lỗi nhé. Đây em đo em đo trên đồng hồ vôn kế là các bác để vôn đầu tiên các bác cứ để vôn trước này. Đấy nó rất là nhỏ nhé. Sau đó các bác có thể kiểm tra thêm là mini vôn này. Chuyển sang thang đo mini vôn này. Thì con này nó đang là tầm khoảng 1 1 mini vôn. Đấy, trừ 1 mini vôn này nó sắp nghĩa là nó nhỏ hơn uh, trừ 10 hoặc là 10, nhỏ hơn 10 mV là tốt nhất. Còn lại uh, nó lớn hơn 10 mV là đã, bắt đầu đang dò rồi. Và nó từ 10 mV đến 50 mV là có dò nhưng mà không đáng kể. Còn nó tầm khoảng uh, từ 50 mV trở lên ấy là mình phải sửa nhé Là dò bắt đầu dò nhiều rồi đấy. Còn có con nó dò rất là lớn, nó lên các bác đầu tiên cứ kiểm tra vôn trước xem nó dò bao nhiêu v có còn nó dò vài v ấy chứ nó không dò mini vôn đâu mà nó dò cả v luôn thì con này nếu mà để thang đo v này thì nó gần như là không 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 có nhé không có dòng dò luôn để mi vôn thì mình đo được một chút cái một chút không đáng kể như này nó gọi là độ nhiễu không đáng kể nhé đấy đây là dùng bây giờ mình sẽ em sẽ kiểm tra cái con máy lỗi cho các bác xem nhé Đây là cái máy bị lỗi nhá. Đây mình đã đang để thang đo V này. Thì nó là 0.27 V này. Đấy nó đang dò này nhá. Nó đang có 0.27 V DC ra ngoài. Mình bật sang đi V này. Bật sang đi V thì có thể là nó, nó đang báo là có ba mấy thôi, có thể là xa nhá. kiểm tra xem nào đúng ra phải là 270 mv đấy có thể là cái này chỉ đo để là cái tối đa là có thể là cái vô nó lớn quá nó không đo không chính xác nhưng mà các bác để lên vô này là bắt đầu nhìn đây này như thế này là đang dò là 270 mv nhé 0,27 v mà đó là dò có dò DC này nhé Ok đây là cách kiểm tra rồi thì bây giờ là cách khắc phục như thế nào tắt cái này đi đã cách uh, khắc phục uh, thì các bác phải kiểm tra trên mạch và kiểm tra xem nó uh, cái mạch nó như thế nào nhá ví dụ như con này này nó cái, cái cổng phôn này nó xuất qua con tụ 220 trăm 4v này thì uh, nếu những con máy mà xuất âm bằng tụ như này các bác phải kiểm tra ngay con tụ đầu tiên này con tụ này đang bị dò dc rồi một là con tụ này dò dc hai là cái con ic này nhá nó có cả hai đấy nhưng mà thường là sẽ là tụ nhiều nhất các bác các bác thay con tụ này và thay con tụ này để xem nó có còn còn dò DC được không mà nếu vẫn còn dò DC thì khả năng là còn dò cái con, con IC này rồi phải thay con IC này và thay đầu tiên cái thay tụ trước Ok với máy mà xuất âm bằng tụ thì mình sẽ kiểm tra con tụ và sau đó mình kiểm tra con IC hết còn những máy có nhiều máy nó xuất âm bằng OPA hoặc thì mình phải kiểm tra cái cái mạch của nó ví dụ như đây là con CR7 con Nakamichi CR7 thì nó xuất âm bằng con OPM là con 4560 này đây là con y OPM thôi nó xuất âm bằng OPM nhé thì mình sẽ kiểm tra con OPM này để kiểm để, để kiểm tra OPM thì các bác phải kiểm tra cái chân của nó đây này mình sẽ kiểm kiểm tra cái chân 2, 3 và 56 đôi khi con opam này chết thì nó cũng dò dc thì mình đầu tiên mình hoặc là cái chân 2 và chân ba này chân 6 và chân 7 nó có dc điện dc vào thì nó cũng dẫn đến là nó bị dò dc thì như thế mình sẽ kiểm tra cái mạch trước của nó xem cái con nào đang dò dc để, vào, để dò vào cái con opam này và đôi khi nếu mà nó hai bốn cái chân này mà nó không có dc mà chân ra này có dc thì khả năng con opam này bị chết nhé thay con opam này hoặc là có thể mạch nó dò DC từ trước con op này mình phải dò mình phải nhìn trên mạch mình dò thôi ok đấy là cách khắc phục nó chỉ như vậy mình dò trên mạch mình, thay thay op hoặc là thay tụ trên cái đường đường xuất âm của nó là ra thôi cái cái dò DC mình thấy rất là nhiều nhá nhiều con đấy rất hay bị dò dò DC này và nói chung là máy của mình thì mình sửa thôi còn máy của người, của người khác ví dụ như là uh, các bác mà mua máy ấy, thì, thì thì hầu như là các bác thợ không bao giờ sửa cái này lỗi này cho các bác đâu bởi vì nó vẫn nghe bình thường các bác ấy. chỉ là nghe cái tiếng nó không được hay thôi nên uh, các bác thợ hầu như không bao giờ sửa cho các bác cái lỗi này đâu ok nhá